Xin chào các bạn. Vừa nãy có làm tí cà phê nên giờ không ngủ được. Giờ là 1 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 2 này. Tôi thì lên mạng đọc báo tổng hợp tin tức cho mọi người. Vụ việc mình đang quan tâm nhất bây giờ vụ việc là việc Tuấn Khỉ. Thì Tuấn Khỉ đã bị bắt chưa? Câu trả lời là chưa. Chưa bắt được Tuấn Khỉ, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cung cấp hình ảnh đối tượng. Ngày 9 tháng 2, công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thêm một số hình ảnh, thông tin về đối tượng tội phạm nguy hiểm là Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Khỉ, sinh năm 1987, ngụ Củ Chi. Đối tượng sử dụng súng AK bắn chết 5 người trong 2 vụ nổ súng, một ở Suối Bạc tại Củ Chi và một ở tỉnh lộ 15 Củ Chi. Bên cạnh việc cung cấp thêm hình ảnh của đối tượng, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân lưu ý không trực tiếp ra tay bắt đối tượng mà cần tố giác đối tượng khi phát hiện được cho cơ quan công an gần nhất. Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải: Tuấn Khỉ điện cho tôi nói sẽ ra đầu thú. Chiều 1 tháng 2, anh Nguyễn Thanh Hải, hiệp sĩ Bình Dương điện thoại cho phóng viên Thanh Niên thông báo việc Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, 31 tuổi, ngụ Củ Chi, nghi can bắn chết 4 người, một người bị thương tại Sòng Bạc, rằng Tuấn Khỉ liên hệ với anh Hải để đầu thú. Về việc này, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết anh Hải có đến trụ sở công an tỉnh Bình Dương để báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho rằng thông tin chưa được chắc chắn lắm. Trước đó, trên YouTube xuất hiện một clip dài 7 phút 44 giây có nội dung hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhắn nhủ một người qua YouTube mà ông gọi là Tuấn Khỉ rằng: hồi nãy em điện cho anh, em ra đầu thú, anh hứa với em là anh sẽ dắt em ra gặp vợ con lần cuối cùng. Trước khi đi, em liệng cây súng ra dùm anh, liệng súng xong em chạy bộ ra đường đất được không? Cũng trong video, ông Hải liên tục nhắc lại anh hứa sẽ dẫn em về gặp vợ con. Liên quan đến vụ việc, hiệp sĩ Bình Dương Nguyễn Thanh Hải live stream cho biết nghi can Tuấn Khỉ gọi điện cho ông để nhờ dẫn ra đầu thú. Thì chiều mùng 4 tháng 2 năm 2020, ông Hải đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương để làm việc theo giấy mời của cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin từ ông Hải, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xử lý tin tố giác tội phạm theo đúng quy trình. Công an tỉnh Bình Dương xác định người gọi cho Nguyễn Thanh Hải không phải là nghi can Lê Quốc Tuấn. Đồng thời, công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý những nghi phạm liên quan. Đến ngày 8 tháng 2, thông tin từ công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã mời SQK, 21 tuổi, ngụ ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau lên làm việc để làm rõ về thông tin mạo danh Lê Quốc Tuấn để gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đề nghị dàn xếp đầu thú. Làm việc tại cơ quan chức năng, K cho biết mình đọc báo và xem trên mạng xã hội biết vụ nghi phạm Tuấn Khỉ dùng súng AK bắn chết người trên địa bàn Củ Chi. Đồng thời, lực lượng công an đang truy bắt và kêu gọi Tuấn Khỉ ra đầu thú. Qua tìm hiểu thì K được biết số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương nên đã mạo danh mình là Tuấn Khỉ gọi nhờ ông Hải đưa ra đầu thú. Đối tượng K cũng khai báo sau khi gọi điện xong do bị vợ la nên gỡ bỏ sim điện thoại. Đối tượng K cho biết mục đích mạo danh Tuấn Khỉ gọi cho ông Hải là để chọc phá chơi. Trong quá trình làm việc công an, K có trình một giấy chứng nhận tâm thần. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quốc Tuấn là tức Tuấn Khỉ là đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 và 30 tháng 1 năm 2020. Theo một diễn biến mới nhất của vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời Trương Thị Kim Thoa là vợ của Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, và Hồ Thị Thủy, 45 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Nguyễn Thị Trang, 48 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp và nhiều đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn Khỉ cũng như hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và hành vi che giấu tội phạm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm thời cho Trương Thị Kim Thoa, Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Trang về nhà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin giúp lực lượng công an truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, không che giấu, chứa chấp đối tượng. Theo cảnh sát, Tuấn Khỉ cao 1m66, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí Tuấn Khỉ sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về Lê Quốc Tuấn, công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề nghị người dân báo cáo ngay đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 0909 626 363 hoặc cho cục cảnh sát hình sự Bộ Công an theo số điện thoại
0903005261 để phối hợp xử lý. Công an TP.HCM cũng kêu gọi Tuấn Khỉ ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.